Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1302 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam bạn nam này quê ở sóc trăng bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua mà bạn nói rằng khi mà bạn trải qua câu chuyện này á bạn đã bị khủng hoảng tâm lý ám ảnh tinh thần trong suốt hai tháng trời luôn tại vì đó với bạn câu chuyện này nó rất là kinh dị rất là đáng sợ các bạn thì chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước đó là vào năm 2016 thời điểm đó gia đình của bạn lâm vào khó khăn cho nên bạn đã quyết định sẽ không có đi học nữa mà sẽ nghỉ học rồi xin đi làm để mà kiếm tiền phụ giúp gia đình của mình thì ban đầu khi mà bạn xin ba mẹ thì ba mẹ của bạn không có đồng ý nhưng mà sau đó bạn cứ năn nỉ hoài bạn nói rằng là bây giờ bạn học cũng không có vô cho nên là bạn muốn nghỉ học luôn rồi xin đi làm để mà kiếm tiền phụ giúp với lại nhà ha thì lúc đó thấy rằng là bạn muốn quá cho nên ba mẹ của bạn đã đồng ý bạn xin ba mẹ cho lên bình dương làm thì mẹ cũng cho và mẹ dẫn bạn đi tại dễ trên bình dương thì có một người cô người cô này là bà con xa với lại bạn gia đình của cô là đã chuyển lên bình dương

thì lúc đó mẹ của bạn mới dẫn bạn tới cái chỗ mà gia đình cô đang ở á Để mà nhờ cô giúp đỡ bạn ha Thì cô của bạn cũng đồng ý Nhưng mà có điều á là nhà cô cũng nhỏ với lại nhà đông người Bạn ở nữa thì cũng không có đủ chỗ Cho nên kế bên cái chỗ mà cô ở á Có một cái dãy trọ Dãy trọ này cũng tầm khoảng mười mấy phòng Lúc đó là có phòng người ta mới vừa dọn đi Mà chỗ này á giá cả cũng phải chăng Cho nên bạn bạn đã thuê cái phòng này để mà ở một mình ha thì cô của bạn hàng ngày nấu cơm cho bạn ăn rồi cô của bạn á, là cũng xin việc làm cho bạn làm nhưng mà lúc đó do bạn cũng còn nhỏ tuổi mới có 16 17 tuổi hà cho nên khi mà cô xin những cái công ty lớn á, thì người ta không có nhận bạn là tại vì bạn chưa đủ tuổi các bạn lúc đó cô cũng xin nhiều nơi nhưng mà không có chỗ nào nhận cả thì sau thời gian á cái anh mà ở cuối cái dãy phòng trọ của bạn á anh này thấy rằng á là bạn kiếm việc làm hoài chưa có được cho nên anh này á mới kêu bạn á là qua bên cái chỗ mà anh đang làm bên đây á là dạng một cái xí nghiệp nhỏ thôi người ta cắt vải để mà mai đồ quá các bạn thì anh nói rằng á là bên đây anh cũng thấy có mấy đứa nhỏ nhỏ cỡ tuổi của bạn á không ấy giờ á là bạn qua thử xin thử coi sao ha thì lúc đó bạn cũng qua sinh Người ta bên đây đã nhận bạn các bạn Thì cái chỗ làm này cách ngay cái chỗ ở của bạn á, là tầm khoảng chừng hai cây số Và khi mà đi làm, đi làm về bạn sẽ đi ngang qua một cái nghĩa trang Nghĩa trang này tên là nghĩa trang Phúc Kiến các bạn Nhưng mà do bạn là con trai Từ nào tới giờ á, là cũng gan dạ dữ lắm Bạn không có sợ ma cho nên nó là nhiều lúc bạn có đi làm ngang hay là tối đi làm về á bạn đi cũng bình thường không có thấy gì cả bạn cũng không có sợ hãi gì hết ha thì khi mà bạn làm bên đây á thông thường á là bạn đi ké xe của cái anh kia khi mà sáng ảnh đi làm á là bạn chạy ra kịp á thì bạn sẽ đi chung với ảnh rồi tới chiều tối ảnh về á thì bạn cũng ké xe ảnh về nhưng mà có lúc á, là nhiều khi ảnh nghỉ làm Hoặc là nhiều khi á, bữa thì ảnh đi trễ Bữa thì ảnh đi quá sớm Cho nên nó là bạn tự tự đi bộ một mình Rồi tới chiều tối khi mà đi làm về Lúc á, thì ảnh không có về phòng trọ luôn Mà ảnh đi chơi với người yêu của ảnh Hoặc là đi công chuyện, đi nhậu nhẹt gì đó Thì bạn cũng sẽ tự đi bộ về ha Thì do là cái giờ làm của cái chỗ này á là làm từ sáng cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ tối. Còn nếu mà hôm nào hàng gấp hàng nhiều á thì người ta sẽ kêu ở lại làm tới tầm khoảng chừng 11 giờ, 11 giờ mấy đêm bạn mới được về. Thì có nhiều lúc á là buổi tối 7 giờ hay là 11 giờ mấy đêm bạn đi ngang qua cái nghĩa trang này á thì bạn thấy rất là bình thường, không có bị gì cả nha các bạn thì cho tới một hôm cái ngày hôm đó là ngày rằm mà buổi sáng hôm đó thì cái anh này ảnh nghỉ làm ảnh không có đi làm cho nên đó là buổi sáng bạn tự đi bộ đi làm ha rồi do cái ngày hôm đó là có hàng gấp á thành ra là bạn phải làm cho tới tầm khoảng 11 một giờ hai bạn mới được về hôm đó là ngày rằm cho nên chăng rất là sáng luôn thì cũng bình thường bạn cũng tự đi bộ về ha nhưng mà cái lúc đi tới cái đoạn nghĩa trang á thì bạn nói rằng á là mặc dầu đã đi quen rồi đã đi là cũng hơn cả tháng trời lúc này đã qua cái tuần thứ ba của tháng thứ hai rồi nha các bạn thì bạn nói rằng không biết làm sao á tự nhiên hôm đó bạn cảm giác tuy rằng trăng thì sáng nhưng mà bạn cảm giác rằng cái khung cảnh hôm nay sao mà nó kinh dị nó rùng rợn nó không có như ngày thường cái kiểu kinh dị nó giống như là trong phim ma vậy đó các bạn Cái cảm giác của bạn như vậy đó Nhưng mà thôi kệ, bạn cứ cố gắng bạn đi về ha thì cái lúc mà bạn đi tới giữa cái đoạn nghĩa trang đó đó cái tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói mà giọng nói này á là của một ông già nha Ông mới hỏi bạn về nè cháu ơi cháu ơi sao mà đi bộ về khuya quá vậy không sợ ma hả con không ấy vô đi chung với ông đi cho đỡ sợ nè đi chung với ông đi thì lúc mà bạn nghe cái tiếng nói đó đó cái tiếng nói này phát ra từ bên hông của bạn cho nên đó là bạn nghe thì theo cái phản xạ bạn quay lại bạn dòm Thì khi mà bạn quay lại bạn dòm á Thì bạn thấy là cách ngay chỗ bạn đứng tầm khoảng chừng mấy bước chân thôi Là có một ngôi mộ Thì khi mà bạn dòm lại đằng ngôi mộ này Bạn thấy một cái đầu Cái đầu đó là của một ông già Cái ông này cái kiểu là ông đứng nấp ở sau cái bia mộ các bạn Rồi ông lú cái đầu ra Chỉ thấy duy nhất cái đầu của ông thôi Ông đang lú cái đầu ra Ông cười với bạn Ông nói rằng á là đi vô đây, đi vô đây đi chung với ông cho đỡ sợ nè con. Sau cái ông cười. cười. Ông cười vậy đó. Thì lúc này nha, bạn nói rằng cái mặt của ông này hoàn toàn không có gì đáng sợ cả. Cái mặt bình thường giống như là ba ông già khác thôi. Nhưng mà khi ông cười một cái, cái nụ cười của ông á là nó nó nhăn nhở, nó nham nhở làm sao nó kỳ lạ lắm, nhìn nó ghê ghê làm sao đó lúc đó bạn chỉ thấy duy nhất cái đầu của ổng lú ra từ cái bia mộ thôi thì lúc này bạn ban đầu cứ tưởng ổng là người nhưng mà sau đó ngay chỗ cái bia mộ này á là có cái hình nhỏ nhỏ mà người ta hay để trên cái bia á các bạn thì do hôm đó trăng sáng cho nên bạn cứ cố gắng bạn nhìn kỹ cái bức hình đó thì bạn thấy rằng á là cái bức hình đó cái mặt y chang như là cái mặt ông già này luôn thì lúc đó trong lòng của bạn đã sợ và bạn biết rằng đó là bạn nhìn thấy ma rồi cho nên đó là bạn hả cố gắng bạn kiềm chế cái nỗi sợ của bạn xong rồi đó là bạn quay lại nhìn thẳng rồi bạn bước đi là bạn không trả lời không trả vốn và cái kiểu giả bộ như là không thấy không nghe vậy đó thì bạn bước đi thêm tầm khoảng chừng 3 bốn bước nữa là bạn bắt đầu nghe tiếng cười nha tiếng cười xong rồi tiếng nói mà cái kiểu rất là nhiều người vậy đó bắt đầu á là bạn mới nghe tiếng kêu ê sao mà cháu đi mình vậy quay lại đây quay lại đây đi cho vui nè đi cho đỡ sợ nè con sao mà đi một mình vậy con xong rồi cười ha 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 mà rất là nhiều tiếng cười nha lúc đó bạn rất là sợ nhưng mà do tò mò các bạn cho nên khi mà bạn nghe nhiều như vậy đó thì bạn lại tiếp tục quay lại nữa khi mà quay lại lần này là bạn chết chân luôn Là tại vì á Bạn thấy những cái ngôi mộ phía sau của mình ha Là mộ nào cũng vậy Cũng có một cái đầu lú ra Từ ngay chỗ cái bia mộ hết Mà những cái đầu này ha Là có cái mặt á Thì mặt trắng Có mặt á thì mặt đỏ lè Có mặt á thì mặt đen thui thù lùi à và những cái gương mặt đó đang nhìn về phía của bạn và đang cười với bạn cười hả 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 hà hà vậy đó rất là nhiều luôn các bạn trời ơi khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó xong á là giống như bạn chết chân á là không nhúc nhích gì được hết và cứ đứng quay lại dền vậy thôi thì lúc này nha sau khi mà họ nói xong bắt đầu họ cười họ cười xong cái họ kêu nữa quay lại đi con quay lại đi quay lại đi chung cho vui nè cho đỡ sợ nè con quay lại đi xong rồi những cái đầu này á là bắt đầu bay lên bạn kể rằng á là lúc đó những cái đầu này bắt đầu bay lên giống như là bong bóng bay vậy đó các bạn rồi bay véo lên vậy nè ha thì lúc đó là bạn té bạn xỉu luôn bạn xỉu luôn do là hết chịu nổi rồi cho tới sáng khi mà bạn tỉnh á là do có người người ta lây bạn người ta đi ngang người ta thấy bạn nằm trên một cái ngôi mộ cho nên đó là người ta mới kêu cậu ơi, cậu ơi, dậy, dậy đi. Thì lúc này bạn mới tỉnh. Bạn tỉnh thì lúc đó là bạn cảm nhận rằng là lúc đó là bạn đang nằm trên một ngôi mộ luôn nha. Xong cái lúc này thì trời sáng rồi, bạn mới ngồi bật dậy. Thì cái người kia hỏi rằng là làm sao vậy con? Là sao vậy? Sao mà nằm đây vậy con? Là sao vậy? Con có sao không? Con có sao không? thì bạn quá sợ mà các bạn nhớ lại cái hình ảnh tối qua mình thấy cho nên đó là bạn không trả lời gì cả mà bạn đứng phát dậy rồi bạn hả là chạy về phòng trọ của bạn luôn thì khi mà bạn về phòng trọ đó là bạn bắt đầu gom đồ gom đồ xong rồi tính qua nói với cô đó là con về quê nhưng mà nhà cô là đi làm hết trơn không có ai ở nhà hết cho nên nó là bạn đã đi thẳng ra bến xe rồi đón xe về quê luôn. thì khi mà về quê bạn kể cho ba mẹ bạn nghe, bạn nói rằng bạn ám ảnh cái chuyện đó hai tháng trời. Trời ơi, bạn sợ hãi vô cùng Ngày nào bạn cũng nghĩ tới cái cảnh tượng Những cái đầu đó kêu bạn và bay lên giống như là bong bóng bay vậy đó Cho nên đó là bạn sợ hãi ám ảnh khủng hoảng tâm lý á các bạn Rồi tới hai tháng trời đó, thì bạn mới là hết nha Bạn mới nguôi ngoai Nhưng mà tới bây giờ là vẫn còn ám ảnh hoài luôn Và bạn đã bỏ luôn cái tiền lương Tại vì bạn làm được 3 tuần rồi Nhưng mà do bạn nghĩ ngang á Cho nên đó là bạn cũng bỏ luôn cái tiền lương 3 tuần Bạn không lấy luôn Do là quá sợ các bạn Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam Đã trải qua và kể lại cho kênh chúng ta Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy sợ không Mình thử mình tưởng tượng giống như bạn nam này đi Trước khi kể chuyện này là Thi cũng lên trên Google Thi coi nghĩa trang phúc kiến là ra làm sao thì thay thấy rằng đó là cái khung cảnh nó kinh dị lắm các bạn các bạn thử lên các bạn coi thử coi làm sao thì đây là chuyện đầu tiên hôm nay thi sẽ kể những câu chuyện ngắn các bạn ha tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này á là của một bạn nữ bạn nữ này á thì không có để quê của bạn ở đâu bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện hai câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua ha. thì bạn kể rằng á, là vào năm 2012 á, bạn mới lên Sài Gòn để mà bạn học một cái trường du lịch ở bên Tân Bình nha. thì khi mà bạn học trường này á, là bạn cũng ở ký túc xá của trường luôn phòng của bạn á là có tổng cộng là 7 người. Trong đó là có năm chị đã lớn rồi và đã đi làm và đang làm nhân viên ở trong trường luôn nha các bạn. Chỉ có bạn với lại một cái người bạn tên là Mai là vẫn là sinh viên đang đi học thôi. Thì khi mà bạn ở cái ký túc xá này á là trong vòng mấy tháng đầu tiên hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì hết không có thấy gì hết cho tới một hôm cái ngày hôm đó đó là mấy chị em trong phòng á là mới tổ chức ngồi ăn uống với nhau thì trong cái lúc mà ăn uống nói chuyện vui vẻ đó thì lúc này á bé mai á nó mới hỏi năm chị kia rằng á là năm chị ở đây lâu rồi á thì năm chị á là có biết tại vì ở trong cái khuôn viên của ký túc xá ngay chỗ gần cái toilet công cộng á các bạn thì cái chỗ này á là có một cây mận rất là lớn và ở dưới cây mận này có một cái trang thờ thiện bé mai mới hỏi rằng á là mấy chị ở đây lâu mấy chị có biết rằng á là cái trang thờ đó là thờ ai hay không mà sao á em đi ngang em ứng ứng sao á thì mấy chị kia mới nói rằng á là hồi xưa là ở đây có một dông nữ dông nữ này á thì cũng quấy phá lắm cho nên nó là quản lý mà của cái cái túc xá đó đó là cứ mỗi tháng tới ngày 15, 30 âm lịch đó là đều mua đồ cúng Thì cúng là cúng cho cái cô đó, cái trang thờ đó là để lập ra để mà thờ cái cô đó Thì khi mà nghe xong cái tự nhiên không biết lúc đó là Giống như bạn vui quá hay sao Mà bạn lỡ lời á Bạn mới nói rằng là Ôi mày ơi tối nào không chừng á là vô kéo chân mày nha Trời ơi mày nằm đó là ngay cửa sổ luôn Tại vì bé Mai này á là giường ở đây là dạng giường tầng Mà nó nằm ở trên tầng 2 Mà cái tầng của nó là ngay cái cửa sổ luôn cho nên nó là bạn mới gẹo vậy mà bạn nói không biết làm sao tự nhiên lúc đó em lại nói ra cái câu đó nữa em gẹo vậy đó dạng giống như là lỡ lời vui quá lỡ lời á bạn nói với mấy mai bạn chọc nó bạn nói trời ơi coi chừng tối nay kéo giò mày đó nghe xong rồi mọi người cũng cười mai nó chửi nó nói mày vô duyên quá mày nói gì vô duyên quá thì sau đó cũng bình thường các bạn sau khi mà dọn dẹp rửa chén rồi xong hết rồi á thì bắt đầu mọi người mới đi ngủ bạn này á là cũng nằm trên tầng hai nhưng mà có điều là bạn nằm ngay cái cửa ra vào nha các bạn thì bạn kể rằng là tối hôm đó thì bạn vô ngủ thì bạn ngủ cũng bình thường, cũng không có gì hết. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy á, thì tự nhiên bạn đang ngủ ngon lắm. Cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng khóc các bạn. Nghe tiếng khóc ban đầu á là cái tiếng khóc này á là nó văng vẳng rất là xa. Rất là xa luôn. Lúc mà bạn nghe tiếng khóc văng vẳng xa thì bạn đã giật mình rồi. Bạn mới suy nghĩ rằng là trời trời, giờ này khuya rồi bạn mở mắt ra thì nhìn ra ngoài thấy là trời còn tối mà cho nên bạn nghĩ rằng trời trời giờ này khuya chưa sáng nữa mà ai khóc thì nghe thấy ghê giữa đêm ai khóc nghe thấy ghê trời là bạn nghĩ trong đầu như vậy rồi sau đó là bạn cố gắng bạn nhắm mắt để mà ngủ tiếp ha nhưng mà một hồi sau cái tiếng khóc này bắt đầu á là nó càng gần càng gần hơn mới nãy thì văng vẳng xa bây giờ là từ từ gần 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 cái sao hồi là bạn nghe cái kiểu giống như là đang đứng kế bạn mà đang khóc vô lỗ tai của bạn vậy đó là khóc mà y như là đang đưa cái miệng vô ngay lỗ tai bạn khóc vậy đó thì lúc đó bạn sợ bạn sợ quá cho nên là bạn mở mắt ra nhưng mà lúc đó bạn không thấy ai hết và cái tiếng khóc này nó cũng ngưng luôn thì lúc đó đó bạn sợ nha Thành ra là bạn mới lấy điện thoại Bạn coi coi là mấy giờ rồi Thì lúc đó bạn coi Thì bạn thấy mới có đúng 3 giờ sáng nha các bạn Cho nên đó là bạn cố gắng Bạn tắt cái điện thoại đi Xong rồi là bạn mới quay vô trong tường đó, Là nhìn vô trong vách tường đó các bạn Thì lúc đó là bạn sợ lắm Bạn cố gắng bạn ngủ đi ha Lúc này không còn nghe tiếng khóc nữa Nhưng mà có điều bạn cảm nhận rằng là giống như có ai mà đang leo lên cái cầu thang để mà leo lên trên giường trên của bạn bạn cảm thấy vậy đó thì khi đó ha là bạn cảm thấy là cái giường nó rung rinh cái kiểu như là có ai đang leo lên xong rồi á là bạn cảm nhận có một cái bàn tay và bàn tay này rất là lạnh luôn nha các bạn đang đè vô trong cái vai của bạn tại vì bạn đang nằm nghiêng mà thì cái bàn tay này đang đè vô để mà đẩy cái kiểu giống như là muốn cho bạn nằm ngửa lại vậy đó thì lúc đó là cố gắng đẩy Trời đất ơi lúc đó bạn sợ Bạn sợ mà bạn muốn la Không la được các bạn Rồi là bạn muốn hét Bạn muốn kêu mọi người Kêu mấy chị Kêu bé Mai Nhưng mà không hét được Không la được Không nhúc nhích gì được hết Bạn dùng dãy cho một hồi sao Cái bạn nhớ bạn niệm Phật Cho nên bạn đã niệm Phật xong rồi Bạn không có còn bị cái cảm giác đó nữa Thì bạn lật đật là bạn lấy tai nghe Bạn cắm vô điện thoại Rồi là bạn mở chú Đại Bi để mà bạn nghe thì khi mà bạn nghe chú đại bi á, thì bạn không có còn bị cái cảm giác đó nữa xong rồi nha cho tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho mọi người trong phòng nghe thì mọi người nghe xong mới nói rằng có thể là tối hôm qua do là bạn giỡn hết rồi bạn lỡ lời quá trớn á cho nên tối á là vô gẹo bạn Thành ra kêu bạn đó là mua đồ về cúng Thì chiều hôm đó đó Khi mà đi học về á Thì bạn đã mua trái cây để mà cúng Bạn khấn vái là chị ơi Em có nói lỡ lời chị bỏ qua cho em Chị đừng có gẹo, chị đừng có nhát em Để em yên tâm em học vậy đó ha Thì sau đó là bạn không có thấy gì nữa Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên Tiếp theo là câu chuyện thứ hai Lúc này á thì do là bạn đi học rồi nhiều khi bạn đi học anh văn rồi đó các bạn mà rồi nhiều khi là đi chơi đi ăn đi uống rồi là về trễ mà ở trong ký túc xá là người ta có giờ cho nên nó là bạn thấy cũng bất tiện thành ra bạn mới rủ một bé mai á với lại một người bạn nữa tên là thanh để mà thuê một cái phòng trọ ở chung với nhau đi ra ngoài ở cho nó tiện thì lúc đó mấy bạn này mới thuê được một cái phòng xong rồi ở đây á là cũng 4 năm tháng luôn hoàn toàn không có thấy gì hết nhưng mà cho tới một đêm lúc đó bạn đang ngủ ngon lắm tự nhiên á, là bạn thấy mà cái kiểu giống như nằm mơ mà bạn thiệt tình là bạn cũng không biết là mơ hay là thiệt nhưng mà cái cảm giác rất là thật luôn các bạn thì bạn kể rằng á là hôm đó đang ngủ ngon đang ngủ sai vậy lắm cái tự nhiên á là em mới nhìn ra ngoài cửa lúc nào em thấy cái cửa phòng đang mở mà trong khi mọi người đang ngủ trong phòng ban đêm thì lúc nào cũng đóng cửa gái mà ngủ là đóng cửa gài chốt ở trong rất là kỹ nhưng mà không hiểu sao lúc đó dòm ra thì thấy rằng cái cửa phòng đang mở thì bạn dòm ra bạn thấy có một người người này là một người đàn ông tầm khoảng chừng bốn mươi mấy gần 50 tuổi rất là ốm luôn làn da thì hơi ngâm đen rám nắng á các bạn rồi người này á là không có mặc áo ở trần mà mặc cái quần tà lõn đứng ngay chỗ cửa xong dòm 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 như nè dòm giáo giác giáo giác vô trong phòng thì lúc đó tự nhiên bạn thấy đàn ông mà cho nên nó là bạn hơi giật mình xong bạn ngồi bật dậy mà hỏi rằng đó là chú chú trời chú kiếm ai vậy chú kiếm ai vậy chú có gì không chú thì cái chú đó mới nói rằng là chú lên đây để chú coi coi bé thanh nó ở chỗ làm sao chú lên chú thanh nó làm sao thôi mà à, chú lên chú coi coi hả là chỗ có rộng rãi hay không để vài bữa nữa mẹ nó lên rồi mẹ nó ở lại có nhiều khi chật chội quá phiền đến tụi con dữ lắm là cái chú này nói vậy mà cái kiểu nói hiền lắm nha các bạn thì lúc mà chú nói xong rồi là chú tự nhiên biến mất lúc đó là bạn giật mình bạn tỉnh mà bạn nói thiệt tình á là cái kiểu mơ nhưng mà nó rất là thật thật dữ lắm giống như là mới vừa xảy ra thiệt luôn vậy đó thì cho tới sáng ngày hôm sau bạn có kể lại cho con bé thanh nó nghe thì khi mà con thanh nó nghe nó hỏi kỹ bạn lại là bạn thấy cái người đó cái chú đó làm sao vậy đó ha thì bạn cũng diễn tả bạn nhớ làm sao thì bạn diễn tả vậy thôi thiện thanh nó nói rằng là trời mẹ thấy ba tao rồi mà ba tao á là mất lâu lắm rồi chắc là ba tao lên đây mà mấy bữa nữa mẹ tao lên mà mấy bữa nay á tao tính nói cho tụi bay nghe nhưng mà do là lu bu quá Thành ra tao cũng quên Không có nói cho tụi bay nghe là mẹ tao sẽ lên Thăm tao vậy đó ha Thì lúc đó đó Tuy rằng bạn sợ Nhưng mà bạn cảm nhận rằng là Trời sao mà hả nghe thấy thương quá tại vì á là mặc dầu ba của bạn thanh đã mất rất là lâu rồi nhưng mà vẫn lên chỗ để coi coi chỗ con gái mình ở còn sao rồi sợ rằng đó là mất công mẹ bạn thanh lên đây ở rồi chật chọi phiền đến mấy bạn nữa nghe thương vô cùng hết các bạn ha thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ đã trải qua cũng không có gì đáng sợ cả nhưng mà cũng khá là hay các bạn ha tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ nữa bạn nữ này quê ở cà mau hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở trên bình dương bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua hai chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi câu chuyện đầu tiên á là xảy ra lúc đó bạn còn nhỏ lúc này á thì bạn chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi bạn kể rằng là do từ hồi nhỏ là bạn đã ngủ riêng với ba mẹ cho nên riết rồi bạn cũng quen thì cái lần đó là do mẹ của bạn sanh em trai rồi tới cái ngày mà em của bạn đầy tháng á cho nên nhà của bạn cũng có tổ chức tiệc ha thì có bà ngoại nè dì với lại mợ của bạn lên thăm rồi sau đó là ngoại dì mợ cũng ngủ lại qua đêm nữa các bạn thì do là gì với mợ của bạn cũng còn trẻ mà nhà của bạn thì có người chú nữa cho nên gì với mợ bạn cũng ngại đó thành ra nói rằng là tối sẽ ngủ chung phòng với lại bạn rồi bà ngoại thì ngủ chung với lại bà nội của bạn ha nhưng mà do là từ nào tới giờ bạn ngủ một mình bạn quen rồi bạn không có quen ngủ chung với người khác, bạn khó chịu lắm. cho nên đó là bạn mới nói rằng đó là thôi, gì với mợ cứ ngủ trong phòng con đi, con sẽ ra ngoài giường ở trước để mà con ngủ. thì nhà của bạn ở phía trước phòng khách đó là có thêm một cái giường nữa các bạn, cái giường này đó là nằm gần với lại cái cửa ra vào. thì đáng lẽ gì với mợ ngủ ngoài đó cũng được, nhưng mà do là gì mợ ngại á, cho nên nó là không chịu ngủ ngoài đó. bạn sẽ ra ngoài đó bạn ngủ thì mọi người thấy cũng được, cũng không ai nói gì. Cho tới tối hôm đó khi mà mọi người chuẩn bị đi ngủ á thì bạn cũng đem mùng ra để mà bạn văng, để mà bạn chung vô bạn ngủ ha. Lúc này á thì mọi người đã tắt đèn xong rồi, mạnh ai đều về phòng để ngủ hết rồi. Thì bạn kể rằng thông thường á bạn rất là lẹ ngủ, chỉ cần nằm một chút xíu thôi là bạn đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng mà không hiểu lý do gì sao cái ngày hôm đó bạn lại ngủ không được bạn cứ trằn trọc trằn trọc cứ nằm lăn qua lộn lại hoài nhưng mà không ngủ được các bạn rồi tầm khoảng chừng nửa tiếng sau á thì bắt đầu trời mưa rất là lớn cho nên lúc đó không khí bắt đầu lạnh á thành ra bạn thấy lạnh quá bạn mới kéo cái mền để mà bạn đắp thì lúc đó là bạn đắp kín mít luôn từ đầu cho tới chân luôn nha các bạn không lòi ra một biến gì hết thì bạn kể rằng đó là khi mà bạn đắp như vậy Nhưng mà thiệt tình ở trong mền bạn cũng không ngủ được luôn Cứ cố gắng là dỗ mình chìm vào giấc ngủ Nhưng mà cứ nằm hoài ngủ không được Sau một hồi cái hết mưa Thì khi mà hết mưa rồi á Lúc này bạn cũng chưa ngủ được luôn ha Thì tự nhiên bạn mới nghe tiếng bước chân Tiếng bước chân này á là ban đầu nó lẹp xẹp lẹp xẹp ở ngoài sân nhà của bạn á thì phía trước là có cái hàng ba rồi bước ra là ngoài sân nhưng mà sân nhà bạn là không có được đổ xi măng mà là để sân đất nha các bạn thì ban đầu là bạn nghe tiếng bước chân ngoài đó là lẹp xẹp lẹp xẹp lẹp xẹp ngoài đó xong rồi bạn tiếp tục bạn nghe tiếng bước chân ở ngoài cái giống như là cái hành lang ở phía trước vậy đó là lẹp xẹp lạch bạch lạch bạch ở phía trước thì lúc nào bạn nghĩ rằng là chợ ai mà đi tới đi lui vậy trời giờ này xong ngủ đi hay là chú của mình tại vì bình thường á người chú của bạn sau khi mà hết mưa có ếch có nhái nhiều á cho nên ổng hay đi sơ ếch sơ nhái lắm thành ra bạn cứ nghĩ rằng cái tiếng bước chân đó là của chú bạn đi không hà nhưng rồi sau đó đó là bạn nghe cái tiếng bước chân kế bên giường của bạn luôn nó lẹp xẹp lẹp xẹp giống như là đi đi qua đi lại đi qua đi lại đi qua đi lại vậy đó thì lúc này bạn nghĩ trời ông này sao rảnh dữ vậy trời tối ngủ đi đi tới lui hoài, hoài làm gì mà mới kéo cái mền ra để mời bạn dòm thì khi mà bạn dòm bạn không thấy ai hết trơn á hoàn toàn không có ai cả và lúc này bạn cũng không còn nghe tiếng bước chân luôn thì sau đó bạn nghĩ ủa kỳ vậy ta chắc là ổng chạy vô phòng rồi Lúc đó bạn lại kéo cái mền để mà cố gắng dỗ mình vô giấc ngủ tiếp Nhưng mà thiệt tình không thể nào ngủ được các bạn Sau đó bắt đầu mưa nha Mưa tiếp tục lớn trở lại Thì khi mà mưa rồi á Bạn cũng chưa ngủ được luôn Thì bạn cảm giác như là có ai đang kéo cái chiếu của mình Các bạn tưởng tượng đi Cái chiếu bạn đang nằm dưới lưng á Mà bạn cảm giác như là có ai đang giật Đang kéo cái chiếu ra Thì bạn mới dở cái mền ra Bạn hỏi ai vậy vậy nhưng mà dòm không thấy ai hết. Thì bạn nghĩ rằng trời đó có ai mà gẹo mình vậy trời. Lúc này cái chiếu là kéo ra một khúc nhỏ xíu vậy nè. Thì bạn còn ngồi vậy để mà bạn chỉnh lại cái chiếu nữa, bạn cứ nghĩ là ông chú của mình gẹo mình không thôi tại vì ông chú thương bạn lắm hay gẹo bạn dữ lắm. Thì sau đó bạn lại nằm xuống, nhưng mà kỳ này á là bạn không có đắp mền che mặt nữa mà bạn đưa cái mặt ra nha để khi mà ổng gẹo mình á thì mình sẽ la ổng vậy đó ha thì bạn đứa mặt ra bạn giả bộ bạn nhắm mắt thì sau một hồi cái tầm khoảng 5 phút sau các bạn cảm giác như là cái chiếu của bạn đang nhúc nhích nha các bạn xong rồi á là nó cuộn các bạn tưởng tượng khi mà mình cuốn chiếu á là mình hay cuốn cái chiếu lại thì nó tròn lại dày đúng không thì lúc đó bạn cảm giác rằng á là cái chiếu của bạn nó nhúc nhích xong rồi nó cứ cuốn cứ cuốn cứ cuốn lại bạn nghĩ rằng ông chú của bạn gạo bạn tiếp cho nên kỳ này bạn mở mắt ra thì khi bạn mở mắt ra bạn không thấy ai cả nhưng mà cái chiếu của bạn vẫn đang cuộn ở dưới mà theo thí dụ như là cái chiếu của bạn đây ha bạn nằm ở trên và lúc này á là cái chiếu của bạn nó không phải là nó cuộn lên trên người bạn đâu mà nó đang cuộn ở dưới người của bạn các bạn tưởng tượng ra được mà phải không là nó cuộn giày nè các bạn nó cuộn giày nè khi bạn mở mắt ra rồi á là nó đang cuộn tới ngay chỗ cái bắp đùi của bạn mà bạn không thấy ai hết nhưng mà cái chiếu này nó vẫn tiếp tục nó cuộn 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 lên tới lưng của bạn bạn không thấy ai mà cái chiếu nó cuộn dưới lưng mình cho nên bạn ngồi bật dậy liền bạn dòm lại thì bạn thấy rằng cái chiếu bây giờ đã cuộn tới giữa cái giường rồi mà không thấy ai hết thành ra bạn sợ hãi quá bạn mới hả là lật đật bung vô cái mùng để mà chạy vô trong phòng của ba mẹ vô phòng ba mẹ bắt đầu nằm sen 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 vô ba mẹ vậy đó ba mẹ cũng giật mình hỏi gì vậy gì vậy mà lo do là bạn sợ quá cho nên nó là bạn không có kể lại bạn nói cho con ngủ chung thì bạn nằm đó bạn trằn trọc trằn trọc cho tới sáng ngày hôm sau luôn khi mà nghe tiếng có hả là bà ngoại bà nội của bạn thức rồi á là bạn mới ngồi bật dậy bạn chạy ra ngoài bạn kiểm tra coi á là thí dụ như ngoài sân á tại vì sân đất thì sẽ để là dấu chân nhưng mà hôm qua có mưa lần thứ hai thì có thể là sẽ xóa hết dấu chân rồi nhưng vẫn còn cái hàng ba phía trước là có mái che cho nên nếu mà có người đi sẽ là có cái dấu cái dấu mà ở trên cái tại vì bạn cũng nghe lẹ sẹp mà có nghĩa là mang dép lên trên cái hàng ba nó luôn thì sẽ để lại đất ở ngoài hàng ba đó nhưng mà khi bạn chạy ra bạn kiểm tra thì lúc này á không hề thấy một dấu vết nào cả mà trong khi hôm qua bạn nghe rõ ràng là đi đầu tiên ở ngoài sân xong, xong rồi tới hàng ba xong rồi tới ngay chỗ cái giường mà bạn nằm bạn chạy lại ngay chỗ cái giường á bạn coi dưới đất không không có một dấu chân nào hết các bạn và bạn nhìn lên trên giường thì cái chiếu vẫn đang cuốn và đang á là giống như cuốn tới nửa cái giường rồi ngưng vậy đó là y như hôm qua bạn thấy trời ơi bạn sợ quá trời sợ luôn biết ai gẹo mình thì bạn cũng có kể lại cho gia đình nghe Nhưng mà mọi người mai tin hết Mọi người nói rằng là do nhiều khi bạn nằm mơ rồi á là bạn hả tưởng tượng ra thôi mọi ngủ tin bạn rất là tức trong khi á là bạn đã trải qua như vậy mà nói thì không ai tin hết thì đây là cái câu chuyện đầu tiên tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này thì lúc này bạn đã lớn rồi năm nay năm đó là bạn cũng cỡ 16, 17, 18 tuổi gì rồi thì bạn có một người em họ Người em này á, là con của người cô ruột của bạn Nó bị bệnh cho nên nó là bác sĩ bắt nó nhập viện ha thì do cô của bạn á là cũng đi làm cũng mệt mỏi các bạn mà lúc đó bạn thì rảnh cho nên ba mẹ của bạn kêu rằng á là thôi con vô con nuôi em đi thay cho cô thì bạn cũng đồng ý do là bạn cũng thương em bạn lắm thì khi mà bạn vô trong đây bạn nuôi ha thì bạn kể rằng trong phòng bệnh của em bạn là có mấy giường mấy giường bệnh vậy đó rồi đối diện với lại cái giường của em bạn á là giường của một con bé nhưng mà cái con bé này á nó nhập viện trước em bạn một tuần mà nó nằm đó mà tối là nó về các bạn tối ba mẹ nó vô rước nó về nhà ngủ ở nhà xong rồi tới sáng sẽ chở nó vô trong bệnh viện trở lại thì do là cũng quen biết á cho nên á ba mẹ con bé này á kêu bạn rằng á là tối con ở lại con nuôi em con á thì con cứ qua bên cái giường này con nằm tại tối bé nó về nhà nó không có ngủ đây cho nên đó là con cứ qua bên cái giường này con nằm đi rồi sẵn á là coi đồ coi đạt giùm cho cô chú luôn thì bạn cũng khoái lắm có chỗ ngủ mà sướng mà cho nên đó là bạn cũng đồng ý thì hai ba ngày đầu á là bạn ngủ bạn không thấy gì hết bình thường nhưng mà cho tới cái ngày thứ tư thì bạn cãi rằng đêm đó bạn đang ngủ ngon lắm nha mọi người đang ngủ rất là ngon thì tự nhiên là bạn nghe cái gì rất là ồn mà theo cái kiểu giống như cái chợ vậy các bạn tiếng nói tiếng cười mà um sùm ở ngoài lan lang thì bạn mới giật mình thức dậy bạn nghĩ trong bụng rằng là trời ơi trời ở đây là bệnh viện mà ai mà vô duyên bất lịch sự gì bây giờ nửa đêm rồi không để người ta ngủ mà la lói giỡn hết âm um sầm rồi bệnh nhân người ta cần nghỉ ngơi mà không nghỉ ngơi được rồi người ta bệnh thêm sao thì lúc này bạn mở mắt ra để mà bạn dòm ra ngoài cửa đó thì khi mà bạn dòm bạn thấy cái cửa bắt đầu mở vô xong rồi nguyên một nhóm người tầm khoảng chừng hai chục người vậy đó các bạn bắt đầu kéo vô trong phòng kéo vô trong phòng ha mà bạn nói nha có nam có nữ có già có trẻ đàn ông đàn bà gì đủ thứ luôn là gần hai chục người mà người nào người nấy là mặc đồ trắng nha mặt mày trắng xác tái mát thì ghê lắm mà họ không phải là họ đi theo cái kiểu mình đi bước bước mà những người này là theo kiểu lướt á các bạn là lướt là lướt như đi ba tin vậy đó bắt đầu họ lướt kéo tới ngay chỗ cái giường của bạn rồi mới chụp tay của bạn kêu rằng là đi đi với tụi tôi vui lắm nè đi 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 với tụi tôi vui lắm vui lắm nè đi bắt đầu họ kéo cái tay bạn ha thì lúc này bạn thấy rằng mấy người này thấy ghê quá Mình đâu thể nào đi chung với họ được Cho nên mà nói Tôi không đi đâu Buông tay tôi ra Buông ra Buông ra Bạn dặn lại bấm kiểu đi Thì những người này bắt đầu súm lại Người thì kéo tay Người thì kéo chân Cứ kéo cứ kêu Đi mà Đi mà Đi với tụi tôi đi mà Đi với tụi tôi đi mà Đi, đi, mà, đi vui lắm mà nhưng mà bạn á thì bạn dằn tôi không đi đâu tôi không đi đâu mà bạn la lối bạn thể là dằn co với họ bạn không chịu đi bạn gào thét lên bạn không chịu đi thì sau đó là bạn tỉnh luôn các bạn khi mà bạn tỉnh ngồi bật dậy á xung quanh không hề có một ai và lúc đó là tầm khoảng chừng ba mấy bốn giờ sáng gì đó mà người của bạn ha Tuy rằng trong phòng rất là mát Nhưng mà người của bạn đổ ướt nhẹp mồ hôi luôn Rất là ghê Bạn run quá trời run thức cho tới sáng luôn Thì sau đó là bạn không có dám vô bệnh viện Để mà nuôi em bạn vào buổi tối Bạn kêu cô bạn đó là vô nuôi buổi tối đi Cái tối là bạn về Bạn kia ở là ban ngày thôi thì bạn cũng có kể lại cho gia đình bạn nghe mọi người nói rằng đó là trời hên là mày không chịu đi á chứ nếu mà mày chịu đi mày đi theo tụi nó là tụi nó bắt mày luôn rồi sống không nổi đâu thì đây là cái câu chuyện mà do bạn nữ đã trải qua và kể về cho kênh chúng ta nghe cũng thấy ớn nghe cũng thấy ghê các bạn ha tiếp theo là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay chuyện này á là của một bạn nữ quê ở vĩnh long đã gửi về cho kênh chúng ta để mà kể lại một cái câu chuyện do ông ba của bạn đã trải qua mà thiệt tình chia sẻ với các bạn rằng á là khi mà thi đọc cái câu chuyện này á thi thấy nó rất là quen luôn quen lắm giống như là thi đã kể rồi vậy đó thì thi cũng có hỏi bạn rằng em ơi chị kể chuyện của em chưa thì bạn nói là trời ơi ngày nào em cũng nghe chuyện của chị hết hóng từng tập từng tập luôn nhưng mà chưa bao giờ nghe chị kể chuyện của em mà bạn gửi cũng lâu rồi thì thi cũng có nói với bạn rằng là ủa sao chị thấy là quen giống như chị kể rồi vậy đó mà bạn nói là bạn khẳng định là chị thấy chưa kể cho nên nó là thi kể ra đây để coi coi các bạn có thấy quen thấy thi kể rồi hay chưa hay là thi do là đọc nhiều chuyện quá thì thi thấy cái mô tiếp nó giống nhau cho nên nó là thi tưởng thi kể rồi còn thí dụ như nếu mà thi kể rồi á thì các bạn thông cảm cho thi ha còn cái tập hôm qua là thi chưa kể đâu nha các bạn tập hôm qua là nó giống như cái tập một nghìn à 112 nó giống hả là cái cốt truyện giống có chút xíu là hai người yêu nhau thôi chứ thi chưa kể. Tập hôm qua các bạn. Còn cái chuyện này là thi thấy thì kể rồi nè, nhưng mà do bạn nói là thi chưa kể, cho nên nó là thi cũng kể luôn. Thì tiếp theo là chuyện của bạn nữ này. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại chuyện do ông ba của bạn. Ông ba này á là anh ruột của ông ngoại của bạn luôn câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy chục năm về trước cái thời mà ông bà ba của bạn á là còn nuôi dịch chạy đồng á các bạn bữa thì thả hả là cái đồng này bữa thì thả dịch ở đồng kia xong rồi á là tới sáng sáng hay tối tối gì đó là sẽ đi lụm hụt dịch á thì bạn kể rằng á là ông ba có một cái ông bạn cái hôm đó ông ba nhậu với ông bạn của mình cũng bình thường nhưng mà qua ngày hôm sau á thì ông ba nghe tin ông bạn của ông ba là bị đột quỵ chết thì khi mà nghe bạn của mình chết vậy ông ba cũng nói với bà ba rằng là bà ở nhà là lo chuyện nhà chuyện cửa lo chuyện dịch đi ha tôi á là qua bên nhà của bạn tôi rồi á là tôi sẽ ở lại để mà phụ đánh tang cho tới cái ngày chôn cất xong xuôi hết rồi á thì tôi mới về thì bà ba cũng là ừ ông đi đi thì khi mà ông ba đi qua bên đánh tang cũng ba ngày ba ngày rồi mới chôm thì ông ba mới về ha xong rồi thêm mấy ngày sau là tới cái ngày mà mở cửa mã của ông bạn của ông ba đó thì chiều ngày hôm đó đó là do nhà hết nước mắm cho nên nó là bà ba mới kêu ông ba rằng đó là ông ơi ông ông đi mua cho tôi á cái nước mắm một chai nước mắm đi thì lúc đó ông ba cũng đi thì khi mà ông ba đi ông ba mới nhớ rằng đó là mình cũng hết thuốc rê rồi cho nên nó là ông ba có mua một cái gói thuốc rê nữa thì trên đường về á là ông ba đang đi bình thường vậy đó cái tự nhiên ông ba thấy có một người mà cái người này á là mặc đồ tay ăn tani rất là lịch sự luôn cái người này chạy một chiếc xe máy chạy ngang qua ông ba còn cười với ông ba nữa thì lúc đó ông ba cũng cười lại nhưng mà ông ba thấy rằng cái người này lão quá rồi cái sau hồi cái ông ba thấy rằng á là ủa cái thằng này sao nhìn nó quen quen vậy ta sao mình nhìn nó quen quen mà sao mặc đồ lịch sự tại nào giờ ông ba cũng không có quen bạn bè nào mà mặc đồ lịch sự mà đi xe máy như vậy cái kiểu giống như là uh, người công chức vậy đó thì sau một hồi cái ông ba thấy cái người đó chạy đằng xa rồi xong cái người đó mới quay lại thì khi mà quay lại cái người đó cười nói uh, mày không nhìn ra tao hả mày không nhìn ra tao hả cái ông ba mới ngừng lại mày là ai cái ông cứ nói tao nè tao nè thí dụ ông kêu tên là tư đi tao nè tao thằng tư nè trời ơi mày không nhìn ra tao hả, tao bạn mày mà mày không nhìn ra tao thì ông ba nói rằng á là trời ơi mày hả tư trời ơi mày sạch sẽ mày mặc đồ đẹp quá nên tao nhìn mày không ra ủa mà sao mày chết rồi mà mày chết rồi mà sao mày ở đây lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều trời chạng vạn sắp tối rồi nha các bạn thì cái ông kia ông nói tao đâu có chết đâu tao chết hồi nào mà chết mày nói bậy bạ không à các ông ba nói mày chết rồi mấy bữa trước mày chết rồi tao còn qua bên đám ma của mày tao phụ đám ma tới cái ngày cho mày á rồi xong tao mới về mày chết rồi mà mày cãi gì hai ông đứng cãi qua cãi lại ông kia nói rằng mình chưa chết còn ông ba nói rằng đó là mày chết rồi thì sau đó ông kia nói là trời ơi tao nói rồi tao chưa có chết mà tao chưa có chết thôi hôm nay mày lại nhà tao nhậu đi hôm nay tao có nhà mới đẹp lắm mày lại nhà tao nhậu đi thì khi mà nghe người bạn rủ nhậu ông ba thì ham nhậu cho nên nó là ông ba nó ừ đi xong cái ông ba leo lên xe của bạn mình mà mặc dầu trước đó gây lộn nó ông kia chết rồi mà vẫn leo lên xe để ngồi phía sau ông kia mới chở ông ba về nhà thì ông ba thấy cái nhà của ông này á chỗ nó lớn rồi á là lót gặp đồ đẹp vô cùng đẹp luôn trong nhà đẹp dữ lắm ông ba còn khen nói trời cái nhà đẹp quá ha nhà mới của mày ha mà sao đẹp dữ vậy? Đẹp quá trời luôn. Thì ông kia nói con tao cất cho tao á, đẹp không? Để tao uh, vô tao uh, dọn đồ, dọn mồi ra. Mày có mồi gì không? Cái nói tao có mồi gì đâu. Mày có gì đem ra đãi tao? Thì thấy ông kia cũng vô xào nấu, xong rồi bưng đồ ăn ra. Thì khi mà bưng đồ ăn ra, tự nhiên ông ba thấy rằng có chai rượu với lại thấy hả là khô dĩa khô các bạn, dĩa khô mà để nhâm nhi uống rượu á thì bắt đầu hai ông ấy hả là ngồi nhậu với nhau nhậu với nhau hả xong bà ba thì bả nhà bả đợi rồi không thấy ông này về bà ba bả cứ nghĩ rằng là rồi đi mua đồ xong gặp độ nhậu nào rồi tháp tùng với người ta đi luôn rồi cho nên ở nhà bả cũng không có lo lắng thì cho tới sáng ngày hôm sau khi mà ổng nhậu ổng sỉnh rồi ổng ngủ rồi khi mà sáng á ổng mới tỉnh ổng tỉnh xong rồi ổng thấy mình đang nằm trên mộ của người bạn ổng thấy đang nằm trên mộ của người bạn ổng các bạn rồi cái chai nước mắm ổng hết trơn rồi và kể cả cái gói thuốc rơi ổng cũng lấy ra ổng ăn hết trơn thì lúc đó ổng ngồi gãy đầu nói cái gì vậy trời cái gì vậy cái ổng mới nhớ lại cái chuyện hôm qua trời ơi mình thấy nó rồi không lẽ cái chai nước mắm mà mình tưởng chai rượu còn gói thuốc rê thì mình tưởng là khô mình tự uống chai nước mắm rồi mình tự uống hả là thuốc rê mình tự ăn thuốc rê hả trời xong rồi á là ông ba mới đi về khi mà đi về mới nhớ rằng á là cái ngày sáng hôm qua là cái ngày mở cửa mã của ông bạn ông ba cho tới chiều tối thì ông ba gặp ông bạn đó thì á hả là lúc đó về kể lại mọi người nghe sợ quá trời sợ luôn các bạn nhưng mà hên nó là ông ba cũng uống có một chút nước mắm à cho nên nó là ổng cũng không sao cả về uống nước quá trời luôn thì đây là cái câu chuyện á là do ông ba anh của ông ngoại bạn đã trải qua thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy quen không sao mà thi thấy quen quá không biết thì kể chưa nữa nhưng mà bạn khẳng định rằng thi chưa có kể cho nên đó là nếu thi kể rồi thì các bạn bỏ qua cho thi các bạn ha thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1302 rồi Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1303 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay Chúc các bạn tối nay ngủ ngon Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài Thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay Trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm Rồi ngủ ngon các bạn nha Xin chào